chào các bạn nha. Hôm nay mình đi theo ghe của anh Thái, ghe cầu hến, trải nghiệm đi cầu hến cho các bạn nào chưa biết, cho biết nha các bạn. Đây là ghe cầu hến cẩu này nha các bạn. Đây ghe đang chạy cầu các bạn. Đây có nhóc trơn ghe đang chạy chung đây. Đây đang chạy cầu, lâu trong gì đó sao. Đây Hòn Tre nha các bạn. Đây Hòn Tre, đây huyện Duyên Hải. Ở vịnh vịnh Kiên Giang. Đây là anh em đi trên ghe đây. Đây chữ A cậu trước. Đây. Đang chạy cầu. Đây là ghe của ở xóm chạy chung nha các bạn. Mình sẽ đi lại, mình quay con hến cho các bạn xem ha. Đây con hến đây nha các bạn. Đây mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Đây con hến đây. Hến này người ta kêu hến méo nha các bạn. Hến này thì bán một sọt 45.000. Chạy trung bình một ngày là cái khoảng là 130-140 trọt. Một trọt cái vậy là thương lái nó thu mua là hai, một trọt là hai cân là 27 kg nha các bạn. Kia nó đang lấy cầu đó các bạn, mình zoom lại cho các bạn xem ha. Đây đang lấy cầu, toàn bộ là lô nó kéo không nha các bạn, mình chỉ sàn rồi xúc đem ra trước rồi là đổ rồi nha các bạn. Đây đang lấy cầu. Đây đang chỉ cầu một chút nữa thì cũng sẽ lên cầu cái gan như vậy. Cẩu này để dành cẩu đục hến lên chữ A. Trong ghe có định vị điện đàm đầy đủ rồi các bạn.
cầu đây, đang lấy cầu. Chiếc mình nó đang lấy cầu nha các bạn, chạy có khoảng 15 phút mình mới lấy một cái nha.